Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 2 tháng 8 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá mít Thái tại các khu vực ở miền Tây để bà con mình tham khảo. Thì thưa bà con, hiện tại đó thì giá mít là tăng rất khá là mừng cho thị trường mít Thái của mình hiện nay. Thì khi mà giá tăng như vậy thì giá tại vườn và vựa có sự chênh lệch như thế nào? Thì theo thực tế, tính bình quân thì giá mít Thái tại vườn và vựa chênh lệch đâu đó khoảng 2.000 đồng một ký. Do là các vựa mua mít Thái phần lớn là tập trung ở Cái Bè, Cai Lậy, Tiền Giang. Đây là gọi là vựa lớn hay còn gọi là vựa cái nha bà con nha. Thì những cái vườn mà ở càng gần những cái địa phương này đó thì sẽ có cái giá là gần sát với vựa nhất. Còn với những vườn mà càng ở xa thì giá bán sẽ có cái sự chênh lệch cao hơn. Do là phải qua tay thương lái hay là các vựa nhỏ, hay mình còn gọi là vựa con đó bà con. Thì theo một thương lái mua mít rất là thường xuyên ở Cai Lậy, Cái Bè, Tiền Giang cho hay, đa số thương lái mua thấp hơn giá vựa khoảng là 2.000 đồng một ký. Phần chênh lệch giá này coi như là tiền công, tiền vận chuyển, công sức đi vào vườn cắt của thương lái. Và cũng theo những thương lái này thì đối với những địa phương như là Hậu Giang, Trà Vinh, việc vận chuyển gặp rất là nhiều khó khăn. Mà ở xa nữa cho nên giá cắt tại vườn sẽ chênh lệch cao hơn so với giá vựa. Mức chênh lệch này tùy thương lái đưa ra, có nơi thấp hơn khoảng 3.000 đồng một ký. Hiện nay vựa thu mua khá là khó, thương lái có khi bị thua lỗ nhiều, cho nên một số thương lái chuyển sang đi cắt và vận chuyển thuê cho nhà vườn và lấy tiền công khoảng 1.000 đồng một ký mít bán được. Thì bà con cũng nắm tình hình này để mà mình biết ha. Còn theo một số chủ vựa ở Cái Bè, Tiền Giang thì thông thường trước đây các vựa mua lại mít Thái từ thương lái. Tuy nhiên, để tăng giá thu mua cho nhà vườn và giảm bớt khâu trung gian thì hiện nay một số vựa đã cử công nhân xuống vườn cắt và vận chuyển ra vựa. Rất là nhiều những cái thông tin hữu ích gửi đến cho bà con về cái cách mua mít hiện nay của thương lái và của các vựa nha bà con. Còn giá ngày hôm nay đó thì là ổn định so với hôm qua. Thì hiện nay là mức giá này cũng khá là tốt ha bà con. Cụ thể đó là tại vườn, thương lái mua ở khu vực Tiền Giang là kem lớn là 17.000, kem nhỏ là 6.000. Tuy nhiên cũng có một số nơi, một số vựa là mua thấp hơn, cho nên anh em thương lái mua cũng thấp hơn, là kem lớn là 6, kem nhỏ là 6 nha bà con nha. Kem lớn là 16, kem nhỏ là 6 nha bà con. Đó, có nghĩa là tại riêng trong khu vực Tiền Giang thì kem lớn đang dao động từ 16 cho tới 17.000 đồng, kem nhỏ là 6.000 đồng. Còn tại Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh thì kem lớn là 16, kem nhỏ là 6. Cũng có một số nơi là kem lớn chỉ có 15.000 thôi. Đó, thì bà con lưu ý vấn đề này dùm kênh. Tại vì là nó cũng tùy theo cái mức độ ăn hàng, giống như là kênh vừa mới chia sẻ với bà con đó, thì nó sẽ có cái sự chênh lệch như vậy. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút kênh đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây, cũng như bà con có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.